Xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi có cái chủ đề rất là nóng hổi, đó là cái chủ đề mà nhiều nhà đầu tư đang bị chôn vốn rất là nhiều trong bất động sản khi mà thị trường đang đi xuống hoặc là có những cái thông tin bất lợi về bất động sản. Thế thì nhiều người là khi đi đầu tư và mua bất động sản thì không hiểu biết và không thiếu những cái kiến thức về bất động sản, dẫn tới là mua những cái bất động sản đến cái lúc mà thị trường nó đi xuống ấy thì thanh khoản không có. Vì sao? Vì lý do là chúng ta không hiểu biết. Thường là nhà đầu tư cứ lên là cứ mua phân lô bán nền và cứ như vậy là mua thôi, và không tìm hiểu kỹ và không có cái kiến thức về bất động sản, không có kiến thức về thế nào là phân lô tách thửa. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn sơ bộ về làm thế nào để cho chúng ta đầu tư bất động sản là thường là thắng, không bị chôn vốn hoặc là thanh khoản nhanh. Thì chúng ta phải dựa trên cái yếu tố, đó là các yếu tố như là nhất cận thị, nhị cận danh, tam cận lộ. Đấy, ba cái yếu tố rất là quan trọng. Và đồng thời nữa là chúng ta phải biết rằng là những cái khu mà bây giờ như nhiều người lên khu Hòa Láng, Hòa Lạc ấy, khu công nghệ cao Hòa Lạc thì cũng không nắm rõ được cái khu vực đó đầu tư như thế nào thì mới thành công, thì dẫn tới là mua phải những cái lô đất ấy. Thứ nhất là chúng ta thiếu hiểu biết là do hạ tầng ở khu vực đó nha các bạn nhé. Như tôi đang đi này, đang đi ở trên một cái khu vực nó rất là, thứ nhất là đáp ứng và nhất cận thị thì nó gần ở trung tâm. Đấy, các bạn nhìn không, xe máy ô tô hoặc các gần trung tâm, ví dụ như tôi đang đứng ở cái vị trí này, đằng sau tôi là Vinhome Smart City, đấy nó là trung tâm. Và thứ hai nữa là các khu đô thị đây của sông Đà, Sumito, đấy rất là nhiều, các nhiều tòa nhà ở đây thì rất là đông dân cư, người ta có thể là vào đây chúng ta kinh doanh, nó là nhu cầu thực, là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Đấy là nhất cận thị. Nhị cận giang thì ở đây thì tôi không nói được, bởi vì đây nó sẽ ra sông hồ thì nó sẽ xây. Thì có những cái video tôi đã nói với cái trường hợp mà chúng ta mua những cái bất động sản ở hồ, sông núi, sông hồ, biển này, gần sông gần biển ấy, thì đấy là nhị cận giang. Tam cận lộ các bạn nhìn thấy không? Đây kia là cái đường xá. Nếu trong trường hợp mà chúng ta ở những cái đường lớn như tôi đang chạy đây, đấy, hoặc nó là đường huyết mạch ấy, đường huyết mạch nó kết nối giao thông, ví dụ như cái dự án này nó đang kết nối giữa Vinhome Smart City. Đấy, Vinhome Smart City nó chạy ra Vinhome Thăng Long thì đấy nó giao thông rất là thuận lợi, gần ngân hàng, nó nhất cận thị là gần khu dân cư, gần ngân hàng. Và tam cận lộ là gần đường lớn giao thông thuận tiện, thì đấy là tam cận lộ. Và cái trường hợp nữa khi mà chúng ta, đặc biệt là chúng ta mua những cái mảnh đất phân lô, thế thì thứ nhất là chúng ta phải chọn những cái phân lô, những cái mảnh mà nó có tính thanh khoản cao. Thì thường là những cái lô mà những lô góc như này, lô góc là những cái lô mà hai mặt tiền, đúng không? Hai mặt tiền, mặt tiền này, đây kết nối ở bên trong, đây mặt đường đây, đấy mặt tiền này gọi là nó rất là thuận lợi. Thứ nhất là nó có vốn xung quanh đều có thể là chúng ta phải kinh doanh được, có thể làm ăn buôn bán được, xây nhà chúng ta có thể đua ra cái diện 1-2 mét vuông hoặc 50 cm đấy, thì nó sẽ dễ cho chúng ta cải tạo cái diện tích, tăng diện tích của chúng ta lên, sử dụng lên cao hơn, đúng không ạ? Rồi view cũng xung quanh cũng rất là dễ, thì cái diện tích sử dụng chúng ta được lớn. Vì vậy mà cái lô góc bao giờ cái giá nó cũng rất là cao, với giá rất cao thì thanh khoản tương ứng là thanh khoản cũng sẽ rất là nhanh. Và đồng thời nữa là chúng ta chọn lô góc này hoặc chọn gần những cái lô mà gần những cái mặt đường chính như kia, đường nó không đang như cái đường bên ngoài nó sẽ kết nối đi hôm Smart thì chúng tôi sẽ đi ra. Đấy, cái thứ nhất nha. Và cái thứ hai là chúng ta chọn những cái vị trí, những cái lô đất ấy, mà hạ tầng các bạn nhìn đường xá nhá, đổ bê tông nhá, rồi đổ an toàn. Rồi thứ nhất là có vỉa hè thì càng thanh khoản càng tốt. Thì bây giờ vỉa hè nó 1-2 mét chẳng hạn, thì chúng ta bây giờ đại đa số bây giờ khu đô thị hóa, đúng không? Dẫn tới là nhiều người có ô tô thì cái đường mà có lòng đường trải áp phan và có vỉa hè nữa thì sau này nhà ai cũng đều ô tô thì cũng rất là dễ, cái đó rất là thanh khoản cao. Với đồng thời nữa này, các bạn lưu ý là cái chiều ngang mặt tiền ấy thì chúng ta nên chọn từ 5m nhé cho đến 6m. Đấy, 4m thì cũng tạm được thôi, nhưng mà tầm 3m là thanh khoản cực kỳ khó. Tầm 3m hoặc là 3m hơn một chút thì thanh khoản cũng rất là khó. Vì vậy mà chúng ta nhớ là mặt tiền, cái đất này đúng không? Mặt tiền từng lỗ đất ấy chúng ta phải chọn từ 5m trở lên, 6m trở lên là ưu tiên nhất. Đó. Và đồng thời có việc nghe đấy, rồi đồng cái tiếp tục nhé. Cái thứ ba nữa này là chúng ta phải lựa chọn những cái phân lô mà có điện điện này, các bạn nhìn không, điện này nhá, đấy điện này, cái chờ điện
nên là chờ điện để vào, thứ nhất là vào cái cột điện, thứ hai nữa là nó cung cấp được vào cho đến nhà dân ấy. Khi mà mình về đây này, nhưng người ta đang về đây, người ta xây cái là người ta về sau khi mà xây dựng xong đã cung cấp cấp điện đấu nối điện nước vào, cái là sử dụng được luôn. Cái thứ hai nữa là cái hạ tầng ấy, cái hạ tầng các bạn nhỉ, cái có hệ thống hố ga. Đấy, hố ga nếu mà đầy đủ rồi thì là chúng ta về đây chúng ta có cái tính sử dụng ngay. Đây các bạn nhìn nhá, đây là cái điện nước này. Đấy, điện đây là chờ cho người dân, người ta có thể về được luôn. Vì vậy mà nhiều người đến những cái khu phân lô, họ chỉ phân lô bất không thôi, không thấy hố ga đâu. Đấy, hoặc là họ trồng mấy cái cây vào đấy thôi, là người mình cứ vậy là nhau đầu vào mua rồi, đến khi bây giờ là mình vất đôi ba tỷ, hoặc là có người vất hàng chục tỷ đồng mua 4-5 lô đất liền lúc, sau đó rồi bây giờ chôn vốn. Và nhiều người gọi điện cho tôi và gửi cho tôi những cái thông tin để tôi bán, nhờ tôi bán hộ, nhưng mà rất là khó. Bởi sao? Bởi vì không đáp ứng được. Thứ nhất là bây giờ nhiều người họ muốn về để ở, đúng không, anh em mà muốn về xây nhà ở, xây nhà này kia đằng sau tôi đây, hoặc là về ở thì rất là khó, không, người ta không kết nối được. Thứ nhất là phải đào hố ga nhé các bạn, nếu quan tâm nhất nhé, những cái đường mà nó chưa có hố ga như này. Thì ví dụ như về đây, đúng không, chúng ta thường như cái khu vực Lê Trọng Tấn ở Lý Xuân Cô ấy, là hay bị tắc đường, và tắc thứ nhất là tắc về nước, về cái mùa lũ lụt mưa bão như thế này, là rất hay là bị úng lụt giống như Hà Nội bây giờ ấy, là bị lụt rất là nhiều bởi vì cái hạ tầng cấp thoát nước ở đấy rất là kém, với lại nó xây dựng nhiều dẫn tới nó bị tắc đường ống nhà. Thế thì cái thứ tư đó là chúng ta phải chọn cái vị trí mà chúng ta mua ấy, là như ban đầu tôi nói này, là vị trí rất là quan trọng. Vị trí là làm sao nó phải gần khu đông dân cư. Đấy, ví dụ như đây xung quanh tôi đây thì là cái khu vực này là khu vực đất dịch vụ An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội nhá, thì rất là tiện thuận đường giao thông. Thứ nhất là bây giờ có 4-5 ngân hàng ở đây rồi, rất là nhiều ngân hàng, từ MB Bank, Techcombank, Vietcombank, rồi Agribank đều về đây, An Bình Bank, đấy là 5 ngân hàng đều tập hợp hết về đây để mà phục vụ cho cư dân cộng đồng ở đây. Vì vậy ở đây là cái mảnh đất này nó tăng lên rất nhanh. Trước đây nó chỉ là 40 triệu, cách đây năm 2019 là 40 triệu một mét vuông, mà đến thời điểm năm nay, tức là 2019 cho đến năm nay 2022 thì lên đến tầm 90 cho đến 95 triệu một mét vuông ở trong khu vực bên trong. Còn bên ngoài này, nó cái mặt đường lớn này thì nó lên 150 đến 200 triệu một mét vuông các bạn nhé. Thì đấy là cái tiêu chí, nữa là cái tiêu chí gần mặt đường ngoài giao thông kia, là nó tính thanh khoản rất là cao, bởi vì nó mặt đường có thể kinh doanh buôn bán được. Thì đấy cũng là một cái tiêu chí mà anh em, các chị em và các quý nhà đầu tư phải nên lưu ý, đúng không ạ? Đây mặt tiền, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mua được những cái mặt tiền rộng như thế này, cái lô này khoảng tầm 50 mét vuông mà rộng, rất là rộng mặt tiền, thì chúng ta có tiện ích sử dụng rất là cao, đúng không ạ? Thế thì qua đây tôi đã nêu cho các quý anh chị những cái vị trí hoặc là những cái những lô đất mà có tính thanh khoản cao. Thì quý anh chị là có cái ý kiến gì hoặc là có những cái câu hỏi nào ấy, thì vui lòng comment bên dưới hoặc là đặt cái câu hỏi bên dưới để tôi có thể trả lời cho các anh chị. Đồng thời nếu các video này hữu ích thì các anh chị có thể cho bạn bè xem video này. Đồng thời nhớ là đăng ký kênh giúp tôi nhé. Tôi có thể chia sẻ lại cho anh em những cái kiến thức mà chúng ta chưa biết, và trong lĩnh vực đầu tư bất động sản thì chúng ta ngày càng hiểu biết hơn. Và đồng thời nhé, các bạn phải nhớ nữa, cái quan trọng nhất là pháp lý là cái vấn đề rất là quan trọng. Nhiều người là mua cứ nghĩ rằng là cái giá làm sao rẻ là rẻ nhất là được, nhưng mà cái mặt pháp lý là rất quan trọng. Nếu mà trong trường hợp mà không ra được sổ hoặc là ra sổ lâu ấy thì chúng ta không thể xây được nhà như này, hoặc không thể cấp được giấy phép xây dựng. Vì vậy mà trước khi mà nhiều người, bạn tôi cũng thế, tôi cũng khuyên với lại bạn tôi rằng là sổ sắp ra rồi, 1-2 tháng nữa ra hoặc 5-6 tháng nữa, thì đấy là môi giới họ đang lừa đảo các bạn ấy. Vì vậy mà các bạn phải lưu ý, và chúng ta phải luôn luôn phải hỏi về mặt pháp lý xem sổ đã có chưa. Nếu trong trường hợp chưa có sổ thì không nên mua các bạn nhé, không nên mua. Mà nếu mà trong trường hợp mua thì phải cái giá với lại cái những cái chủ đầu tư có uy tín, là họ có thời gian, có deadline, giống như là Sun Group hoặc Vin Group ấy, thì họ thường là rất là chuẩn chỉ, là thời gian khi nào ra ấy, hoặc một số chủ đầu tư uy tín thì chắc chắn là nó sẽ ra sổ, đúng không ạ? Còn về mặt giá thì chúng ta cái quan trọng nhất là cái giá cũng là cái phần quan trọng, nhưng mà pháp lý thì chúng ta không được quên. Thế về mặt giá thì các bạn muốn biết được cái khu vực mình mua ấy có cái giá đã phù hợp hay không, thì chúng ta phải trước khi đi mua thì chúng ta nhớ là phải đi khảo sát các vị trí xung quanh lân cận này. Đấy, cái vị trí ví dụ cùng một cái khu vực mà lô An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội này, thì chúng ta phải đi tìm khu vực loanh quanh như Lạc Yên. Đấy, Lạc Yên bây giờ thì nó giá khoảng tầm 60 đến 70 thôi, nhưng ở bên này nó 100 triệu thì đến 150 triệu. Thế thì chúng ta phải khảo sát xem ở khu vực nào chúng ta cân đối, nên Lạc Yên thì có cơ sở tầng tốt hay không,
hoặc là quanh đây An Lũng, các An Thọ, đấy, giá ở khu vực này nó như thế nào, đúng không, Glycinco giá như thế nào. Chúng ta phải tìm hiểu cái khu vực lân cận mà chúng ta định mua, cũng giống như Hòa Lạc hoặc là khu công nghệ cao Hòa Lạc ấy, thì chúng ta phải tìm lân cận đấy, bán kính 2 km đến 5 km hoặc 3 km chúng ta dập lại, chúng ta hình dung là về nhà chúng ta vẽ ra một cái sơ đồ vòng tròn quanh cái khu vực đấy xem là giá nó là bao nhiêu. Đấy thì chúng ta biết định hình ra được, à chúng ta mua xem cái giá này có đúng hay không, có phù hợp hay không. Đó thì vậy mà chúng ta nắm được toàn bộ, thứ nhất là những cái tiêu chí như tôi vừa nói, đúng không, thứ nhất là vị trí, thứ hai là hạ tầng cơ sở, đúng không, thứ ba là điện đóm, điện nước, hố ga đã ok chưa, rồi vị trí mặt tiền, đúng không, rồi vị trí lô góc, đúng không, rồi về mặt pháp lý, rồi về mặt giá cả. Đấy là những cái tiêu chí mà tôi để cho một cái thanh khoản bất động sản có giá trị, nó có thanh khoản cao ấy, thì chúng ta phải nên lựa chọn và gạch tên đầu dòng cho những cái tiêu chí đó khi mà chúng ta xuống tiền bất kỳ một cái khu vực nào. Chúng ta có thể áp dụng cho mua bất kỳ cái loại hình bất động sản nào nhé, từ hồ hoặc là view hồ, view núi, view biển, hoặc là tất cả khu vực bất động sản nghỉ dưỡng, chúng ta phải áp dụng như vậy đó. Rồi hôm nào tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cái tư duy về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sâu hơn, và đồng thời nữa là chúng ta cũng có thể là áp dụng cho nhiều các mô hình kinh doanh khác, ví dụ như điều tra định giá để mà tìm hiểu ra một cái mảnh đất này có giá trị, nó có về mặt pháp lý này, đúng không, giá trị nó có ok không. Khi mà mình xuống tiền ấy, thì chúng ta cũng bất kỳ những ngành nghề nào mua một cái con xe ô tô hoặc là mua một cái tài sản nào đấy, thì chúng ta cũng phải lựa những cái tiêu chí như tôi vừa nói ấy, nó có pháp lý rõ ràng hay không, có con của ai, có ông bà nào tranh chấp hay không, đúng không. Đấy thì chúng ta phải tìm hiểu rõ. Còn hy vọng rằng cái video này hữu ích cho tất cả anh em, thì anh em thấy hay thấy vui thì nhớ là chia sẻ cho tôi cái video này cho nhiều người được biết nhé, và nhớ là đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello anh em, và bây giờ chúng ta đi từ cái lô đất này ra nhé. Cái lô đất mà tôi vừa đứng nói cho anh em biết ấy, thì chúng ta xem được các vị trí hạ tầng và lân cận ở khu vực lân cận này nó có cái những gì nhé, để chúng ta có thể đầu tư quyết định khi mà chúng ta xuống tiền đầu tư. Thì xuống đây khi chúng ta từ bước từ lô đất ra thì chúng ta nhìn luôn là bên cạnh đã có cái quán rửa xe rồi, Vinmart cộng, đúng không, các thể loại ở đây dưới chân tòa nhà chung cư luôn. Đấy, ra đây là lựa đường đôi luôn, hai làn đường ô tô, nó phải đây mỗi một bên là 3 làn đường, tức là 6 làn đường ô tô hai bên và có giải phân cách. Đây thì cái đường này kết nối thẳng với lại Vinhome Smart City, các bạn nhìn thấy không? Đấy, Vinhome Smart City đấy, đối với các bạn là nó chỉ cách đây khoảng tầm 300m đến Vinhome Smart City thôi. Cái đường này sau này rất gần. Và đây là những cái mặt đường này như tôi vừa nói đấy. Đây nhất cận thị, nhị cận gia này, tam cận lộ ấy, đây cận lộ ấy. Đây là những cái lô đất này mà 150 triệu đến 200 triệu một mét vuông ở khu vực An Khánh, Hoài Đức này nhá. Đây những cái lô góc này là tôi đã vừa phân tích rồi, đúng không? Đây rất là nhiều cái cơ sở ở đây nhất cận thị. Đấy, thì đây có nhiều người buôn bán gần chợ, gần trường học. Đấy, rồi rất là nhiều, đấy là chợ thì ở đây cũng có thể là chợ búa, đúng không? Hoặc là khu vui chơi giải trí, đây ngân hàng đây, ngân hàng BIDV đây các bạn nhé. Các bạn đúng là đi được 50m, đến 50m là chúng ta đến ngân hàng BIDV rồi. Và các khu rửa xe, dịch vụ, cà phê, bất động sản, rồi rất là nhiều các dịch vụ. Đấy, các bạn hát hò, ăn uống, karaoke. Đây là Vietcombank này, các bạn nhìn này. Đấy, ngân hàng Vietcombank ở đây sát đây luôn. Đó. Rồi bên trên này có hải sản Quảng Ninh này. Đấy, rất là nhiều, tức là bước ra đây là có Honda, đó, đây là vành đai 3.5 luôn, vành đai 3.5 các bạn, vành đai 3.5, vành đai 3.5 nhé, vành đai 3.5 và vành đai 4 đấy. Thì bây giờ chính phủ đang đẩy nhanh cái đầu tư công và yêu cầu thủ tướng chính phủ yêu cầu vành đai 4, vành đai 3, vành đai 3.5 là hoàn thiện trước năm 2026. Hay 56. Thế các bạn nhìn không? Đấy, thì khu vực này các nhiều trung tâm tiếng Anh, ngoại ngữ, các nhà hàng, quán nhậu. Đây cũng là cái tiêu chí, đúng không ạ? Đây, các bạn nhìn không? Rất là nhiều các quán nhậu. Nhất cần thị, nhị cần giang như vậy. Những cái mảnh đất mà những cái lô đất mà khi mà chúng ta đi đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cái vị trí rất là quan trọng, đó là cái tiêu chí hàng đầu. Đúng không? Về mặt pháp lý cũng rất là quan trọng. Pháp lý và vị trí nó có tính mang thành tính hành thanh quản rất là cao. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mua ở những cái nơi mà khỉ ho cỏ gáy ấy, thì nó phải cực rẻ, ví dụ 200.000, 100.000 mét vuông, giống như là tôi những cái video mà tôi đưa ra. Còn những cái khu vực mà nó phân lô, nó bán nền, sau đó nó cái diện tích xây dựng thì rất là nhiều, mà cái khu vui chơi giải trí cũng rất quan trọng nhá. Khu vui chơi giải trí, quán cà phê không có, rồi đường ô tô tránh nhau, hai ô tô tránh nhau không có, thì đấy cũng là cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó mang tính thanh khoản rất cao. Nếu mà anh em không biết được cái điều này thì chúng ta sẽ bị chôn vốn ở bất động sản,
cho dù những cái nơi ví dụ như đi An Thọ, An Khánh, Hoài Đức này nó đông nợ tấp đập và nó mang tính thiết thực ấy, như thế này ấy, ô tô rất là nhiều thì chúng ta mua về chúng ta có tính sử dụng luôn, có tính thực tế luôn. Và đặc biệt nữa các bạn biết không, ở cái khu vực này nó gần đây khu vui chơi giải trí, trong trường hợp mà chúng ta có người nhà hoặc anh em muốn đến để vui chơi giải trí thì các bạn có biết không, đây nó là cái khu thiên đường Bảo Sơn này, thì cách khoảng tầm 500m là chúng ta đã đến cổng chào thiên đường, đến thiên đường Bảo Sơn rồi. Đấy, bên cạnh đây là đại lộ Thăng Long, đằng sau đi ngược lại đại lộ Thăng Long đó. Đây bên cạnh là đường vành đai 3.5, 6 làn đường ô tô, và đây là thiên đường Bảo Sơn này. Đấy, thì ngày thường thôi người ta cũng đã đi tấp nập để đây nha, ngày thường nhé, còn đây là hôm nay là ngày thứ hai thì thử là cũng có người đi xem. Và cổng chào thiên đường Bảo Sơn này các bạn gõ Google thiên đường Bảo Sơn thôi. Đấy, đây thiên đường Bảo Sơn. Thế thì cái khu vực đấy rất là khu vực mà tôi vừa giới thiệu cho các anh chị để mà tham khảo thì rất là gần đảm bảo các tiêu chí và bằng tính thanh khoản, mà chúng ta không lo bất kỳ cái điều gì khi mà thị trường có đóng băng thì vẫn thanh khoản rất là cao. Nên vậy qua đây cũng là một cái video chia sẻ với cho quý anh chị cái chân thành nhất. Hy vọng rằng là quý anh chị mà xem được cái video này thì nhớ để lại cái comment bình luận và nhớ là đăng ký kênh giúp tôi nếu mà chưa đăng ký, hoặc là chia sẻ lại cho nhiều người bạn của anh chị được biết. Tôi biết ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và gặp lại các anh chị. Đây một điều nữa là cái đường này, là khi mà chúng ta quay ngược trở lại thì đường này chính là đường vành đai 3.5 này. Vành đai 3.5 kết nối thẳng với lại Xuân Phương, và đi thẳng cái đường này thì ra đại lộ Thăng Long và kết nối với lại Xuân Phương, khu đô thị Xuân Phương, Vân Canh là khu vực Lạng Yên. Đó, khu vực đất Lạng Yên thì bây giờ cũng rất là rẻ, khoảng 60 triệu hoặc là hơn 50 triệu một mét vuông. Thì so với mặt bằng chung thì khu vực đó tôi thấy cũng là cái nơi mà cũng đáng để đầu tư. Nếu quý anh chị nào mà muốn đầu tư khu vực ven đô mà chưa có thông tin nào hoặc cần thì tư vấn về bất động sản, nhà cho thuê thì có thể liên hệ comment bên dưới hoặc là inbox cho tôi. Và chân thành biết ơn tất cả các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.